Đây là trước cửa mẹ Nam Hải, dòng sông Bến Tre rất là rộng lớn của chú anh chị và các bạn. Hôm nay vào buổi chiều nước lớn, xà lan cũng đi ngang dòng sông Bến Tre này. Xa xa là có những xà lan đi ngang dòng sông Bến Tre và chạy về cầu Rạch Miễu của chú anh chị và các bạn. Dòng sông này rất là rộng lớn luôn. Qua bên phía xa xa là cồn Thái Sơn và cồn Phụng. Mình có thể đi tàu du lịch qua những cồn, đi du lịch cồn rất là đẹp luôn cô chú anh chị và các bạn. Đây là một chiếc xà lan rất là lớn luôn của Bến Tre đang chạy về hướng về bên cồn. Dòng sông Bến Tre này rất là rộng lớn luôn. Và đây là đường xà lan chạy lên cầu Rạch Miễu, và xà lan này đang chạy về hướng cồn các bạn. Rất là nhiều cồn bên dòng sông Bến Tre này. Đây là vào buổi chiều, mặt trời chiều hoàng hôn rất là đẹp luôn cô chú và anh chị và các bạn. Trên dòng sông Bến Tre rất là rộng lớn luôn. Trước cửa dòng sông Bến Tre đây là chùa Liên Hoa mẹ Nam Hải, lớn nhất Tiền Giang của chú anh chị và các bạn. Và đây là khuôn viên trước cửa mẹ Nam Hải. Có một chiếc ghe nhỏ chạy trên dòng sông Bến Tre rất là rộng lớn, mà chiếc ghe nhỏ chạy, có anh đứng trên ghe rất là hay luôn. Ghe nhỏ xíu mà chạy trên dòng sông rất là rộng lớn luôn. Đây là xà lan chạy về hướng cầu Rạch Miễu của chú anh chị. Trời vào buổi chiều hoàng hôn rất là đẹp luôn. Cửa khuôn viên mẹ Nam Hải rất là nhiều trồng bông hoa đẹp luôn cô chú anh chị và các bạn. Đây là tượng mẹ Nam Hải rất là cao và đẹp luôn.
Đây là trước cửa Mẹ Long Hải nè, cho cô chú anh chị và các bạn cúng viếng nè. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem video Hoàng Hạnh miền Tây.